Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay cũng đau đầu lắm. Tuy nhiên rằng vì vài ngày rồi chưa có làm video để mà dự trữ sẵn cho những ngày đi công tác xa, cho nên tôi cũng quyết định nói chậm lại nha quý vị và các bạn. Video hôm nay tôi có cái tên là đại diện khai trình có quyền quyết định tài sản. Vị khách hàng ra hỏi với tôi như thế này: chị, nhà chị có 10 người anh chị em, thì gia đình ba mẹ mất thì lâu, chị là người trực tiếp quản lý cái nhà và đất của ba mẹ, thì trong cái gia đình của chị á, thì có ba anh trai và 7 chị em gái, thì gia đình chia hai phe. Người bên người nam thì không đồng ý khai nhận di sản, và người nữ thì bảo thì thôi làm cái sổ hồng các bạn ạ. Và thế rằng là cái sự việc nó xảy ra và kéo dài. Người một trong số ba người anh bảo rằng là khi mà cho một người đứng đại diện khai trình thì họ sẽ lo ngại rằng là nếu trong trường hợp cái người mà đứng tên trên cái sổ đó các bạn, đứng tên đại diện trên cái sổ, họ lo sợ rằng là họ sẽ bán cái tài sản mà không cần thông qua ý của các đồng thừa kế. Thì hôm nay tôi chỉ trả lời cho quý vị và các bạn để những ai có những cái cách hiểu như vậy sẽ hiểu thêm về quy định của pháp luật các bạn ha. Thì các bạn biết rồi, đây là tài sản của ba mẹ, của 10 người để lại. Mà tài sản của ba mẹ để lại thì trên nguyên tắc sau khi ba mẹ chết, người chết sau cùng thì để lại di sản. Mà họ có tổng cộng là 10 người con thì có hai cách để ghi vào sổ hồng các bạn ạ. Hai cách. Cách thứ nhất là 10 người con đứng tên đồng sử dụng, ghi luôn trong này, ghi luôn trên trang là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 luôn. Như vậy ghi 10 người con trên cái phần này thì như vậy nó sẽ dài, ghi hết những người được hàng thừa kế trên này. Tôi lấy thêm một cái ví dụ là trong 10 người này có một người mất, mà người mất có hai đứa con. Hai đứa con thì như vậy thì sẽ ghi tên 9 người, còn hai đứa cháu đó sẽ được ghi ở phía dưới, gọi là đứng đồng sở hữu các bạn ha, đứng đồng sở hữu. Ở đây là tài sản chung vợ chồng, mà trên nguyên tắc tài sản chung vợ chồng thì hai người đứng tên gọi là đồng sở hữu. Trong tài sản chung vợ chồng, đồng sở hữu, đồng thừa kế các bạn ạ. Cái cách thứ hai đó là chỉ cần ghi một người đứng đại diện. Ví dụ nhà có từ số 1 tới số 10, tuy nhiên lập một trong cái quá trình mà làm giấy tờ thì Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ có một cái giấy thỏa thuận để cho cái người số 1 đứng tên đại diện khai trình các bạn ạ. Vậy khi họ đứng tên chữ đại diện thì khi họ bán cái tài sản này bắt buộc phải có ý chí của các cái đồng thừa kế. Thì các bạn hỏi tôi để cái đại diện khai trình này như thế nào thì tôi sẽ nói với quý vị và các bạn. Thì trong cái quá trình mà mình làm cái tên đại diện khai trình này thì chúng ta sẽ có gọi là một cái thủ tục là tờ khai trước bạ, ghi vào. Mặc dù là trên cái sổ hồng ghi là số 1 đại diện, ông Nguyễn Văn A là đại diện, tuy nhiên trong cái tờ khai trước bạ sẽ ghi là tài sản do khai nhận di sản thừa kế của 10 người. Cho nên khi các bạn ạ, khi cái tài sản này được định đoạt
mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng thì phải có ý chí của 10 người bằng văn bản. Vậy thôi quý vị và các bạn ạ. Trong video lần tới tôi sẽ nói về cái việc đại diện khai trình của có yếu tố nước ngoài các bạn ha. Các bạn sẽ xem luật sư Thu Đoàn phân tích như thế nào. Đại diện khai trình của đồng sở hữu có yếu tố nước ngoài. Tôi có cái trang web dân ta phải biết luật ta.com. Thì trong đó tôi có rất là nhiều những cái video theo một cái chủ đề, rất là nhiều những cái chủ đề khác nhau. Và trong cái trang web này tôi cũng mạnh dạn đưa cho quý vị và các bạn những cái hướng dẫn về khởi kiện chia thừa kế, hướng dẫn về khởi kiện hủy giấy, hướng dẫn về khởi kiện ly hôn, hướng dẫn về kết hôn, ly hôn và nhiều những chủ đề khác. Và dĩ nhiên một số cái chủ đề này đều có những gói phí. Nếu quý vị và các bạn lên cái trang web dân ta phải biết luật ta.com, quý vị sẽ thấy được cái sự hướng dẫn. Và biết đâu trong cái quá trình ngoài cái việc hướng dẫn trên YouTube miễn phí thì có những cái gói hướng dẫn, tôi gọi cái tên của nó gọi là cầm tay chỉ việc trong việc khởi kiện quý vị, khởi kiện để khi cảm thấy quyền và nghĩa vụ của mình bị, quyền của mình bị xâm hại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với luật sư Thu Đoàn trong suốt một thời gian qua. Kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta và kênh luật sư Thu Đoàn, cả hai cái tên đều là chính chủ của luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu các bạn nhé.